Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Physio Sport. Sút bóng là một kỹ năng cần có cho bóng đá, và để có được những cú sút chính xác và uy lực thì chúng ta cần luyện tập đúng cách và chăm chỉ. Thì trong video ngày hôm nay, Physio Sport sẽ mang đến cho các bạn series các bài tập sút bóng trên sân 5. Và đây là video đầu tiên. Nào mình bắt đầu thôi. Bài 1. Kéo gầm dứt điểm. Bước 1. Chúng ta nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành. Dùng gầm giày chân phải để hãm bóng. Bước 2. Chúng ta nhanh chóng kéo gầm sang trái và xoay người 180 độ, dứt điểm bằng chân phải. Khi dứt điểm, chúng ta sử dụng phần mu bàn chân để tăng diện tích tiếp xúc với bóng. Điều này giúp chúng ta tạo ra một lực tốt và hướng đi của bóng cũng sẽ chính xác hơn. Tương tự như vậy chân trái. Hãy thực hiện thuần thục động tác này vì trong thi đấu rất nhiều tình huống bạn phải xử lý bóng khi quay lưng với khung thành. Đây là một động tác mà các pivot thường hay sử dụng để dứt điểm. Bài 2. Kéo gầm về sau, dứt điểm bằng chân đối diện. Bước 1. Ở bài tập này, chúng ta nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành. Sử dụng gầm giày chân phải để hãm bóng. Bước 2. Chúng ta nhanh chóng kéo bóng sang phải. Khi bóng cách chân trụ khoảng 20cm, chúng ta sử dụng chân trái để dứt điểm. Tương tự như vậy, các bạn thực hiện với việc dùng gầm ở chân trái để hãm bóng và di chuyển bóng sang trái, thực hiện cú sút bằng chân phải. Bài 3. Đạp gầm ngang, dứt điểm. Ở bài tập này, các bạn có thể bố trí 3 vị trí dứt điểm ở biên để tăng độ khó cho bài tập. Bước 1. Nhận được chuyền ngang từ đồng đội, chúng ta đạp gầm di chuyển qua marker hướng về khung thành. Bước 2. Khi bóng cách chân trụ khoảng 20cm, các bạn sử dụng mu bàn chân để dứt điểm. Cảm ơn các bạn đã xem video này và mình hy vọng các bạn sẽ có những giờ tập luyện thành công. Trong các video sắp tới của series sút bóng, Physio Sport sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn nhiều bài tập hay hơn nữa để giúp các bạn có được những cú sút uy lực và chính xác. Vì vậy, hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video sắp tới nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn trong các video sau.